1 tháng 4, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đang điều tra vụ nổ khiến một người tử vong trong tình trạng thi thể không còn nguyên vẹn, nghi do cưa bom lấy thuốc nổ. Khoảng 9 giờ 30 phút sáng ngày 10 tháng 4, trên địa bàn tổ 9, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, xảy ra một vụ nổ lớn khiến ông Nguyễn Văn Việt, sinh năm 1974, tử vong tại chỗ. Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng lập tức có mặt bảo vệ hiện trường và khám nghiệm. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân không còn nguyên vẹn. Xung quanh thi thể có nhiều vỏ bom, chưa xác định được chủng loại. Lực lượng chức năng cũng phát hiện, ngoài giường, gần khu vực phát nổ, có một thùng phi chứa nhiều đầu đạn, nghi của nạn nhân tập hợp về để lấy thuốc nổ. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.